nay mục tiêu là đi săn lóc bông nhưng mà thất bại. Hôm nay gió và thời tiết nó lạnh quá, cho nên là phải chuyển khẩu ngay lập tức. Tôi có kinh nghiệm thì rất khó để mò em C50 này xuống nước. Nước quá, đi đâu? Đi rồi cúc. Chính rồi, chính cá rồi. Wow, ngão bò quá. Ui. Ngão bò. Tuyệt vời, con ngão đầu tiên. Con ngão đầu tiên của con nhà quê đây. Con này nó lao lên nó đớp trượt con mồi nhảy nhảy. Tung người lên mặt nước đớp như một con măng. Vui cùng quay lại và thay mồi vẫn bắt được con. Hôm nay thì gió nhiều quá. Gió quá mà không quánh được lóc bông. Đúng rồi, tiếp tục con nữa. tiếp tục. Não khủng. Tiếp tục. Nhỉ, đồ con này. Không sao. Rồi. Rồi. Con ngã thứ hai. Ôi giời ơi. Ôi thôi, mất rồi. Cho nó bị sảy mất là nó hay chạy, con to mà chạy là nó đàn thế. Cố gắng đừng để sảy. Thì quá khỏi đấy. Không để gì thì nó bắt được. Nhưng một hai con không thì nó sảy mất. Nhưng mà rồi. Đi rồi. Đang khủng rồi. Con này nặng, con này to lắm. Con này to hả Tú ạ? Ui, con này to lắm. Nặng ngay các bạn. Con này to quá. Ôi dồi, con này to. Con này to lắm. Trời ơi. Vừa bây giờ bắt được tụt. Ôi dồi, con này khủng hơn. Con thứ ba con này khủng nhất. Tuyệt vời. Kết quả đây. Kết quả đây. Nếu thấy con to nhất. Rồi, gia đình xin. Ui giời, quý hóa quá. Đây. Đây, long lên con này. Đây. Có 4 người thì anh em của tôi chia ra mỗi người một con.